Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại 34 doanh nghiệp. Kết quả đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 doanh nghiệp. Trong đó đã ban hành và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xử phạt đối với 13 doanh nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp chủ yếu là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành vi chậm đăng ký biến động đất đai đối với 12 doanh nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 86 triệu đồng. Phối hợp với thanh tra tỉnh, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với 7 doanh nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 970 triệu đồng và một đơn vị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời yêu cầu các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, khắc phục hậu quả và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.